chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó chính là máy trộn bột mini. Với một máy trộn bột gia đình này thì các bạn là trộn là được từ 1 đến 3 cân một mẻ. Chất liệu là inox, đây là cái khoang inox, nồi inox ha. Khoang này khoang 5 lít ha. Đấy. Inox ở phần ha, 5 lít. Chất liệu inox, còn đây là máy, hình dạng của máy đây. Chất liệu là máy được bằng thép dày dặn chắc chắn. Đây là thép nhá, thép sơn tĩnh điện dày dặn chắc chắn nhá. Đây là hàng hãng nhá. Đây là cái máy lưỡi đánh trứng này. Ngoài ra bên mình còn là lưỡi, cái này là lưỡi đánh thịt này, trộn thịt này, lưỡi đánh bột này ha. Đấy. Thì các bạn bỏ vào đây ha. Đấy. Sau đó là các bạn đánh vào ha. Đấy, đây là cái công tắc này. Đấy. Đấy, trộn này. Đấy ha. Đấy, tăng tốc độ này. Đấy. Tăng tốc độ thì do mình chỉnh nhá tốc độ đây nhá. Công suất này là 380W nhá. Đấy. Máy này nặng khoảng tầm 10 cân. Đấy, 380W này. Đấy. Ha. Hàng Miset này, hàng chất lượng của hàng tốt này. Để giảm chắc chắn này. Đấy, để công tắc tắt nguồn này. Đấy. Sau đó mình các bạn mở ra này, các bạn thay này khóa này. Đấy, thì cần thay khóa thôi ha. Đấy, thay khóa là được ha. Đấy, thay khóa này thôi ha. Đấy. Đấy ha. Đấy, xong bây giờ. Đấy. Đấy. Các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904432111, website sưởngmaythanhhoa.com, địa chỉ là 146 Nguyễn Trãi. Mình rất nhiều loại máy khác nhau nhá. Đấy. Cửa hàng của mình này. Đấy. Máy trộn bột gia đình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.